Nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Vinh, dự án trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC ở phường Hưng Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận tại quyết định số 2307 ngày 26 tháng 6 năm 2006, bàn giao mặt bằng vào đầu năm 2009. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn là các tòa nhà thi công sang dở và trở thành dự án treo điển hình ở thành phố Vinh. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn lãng phí tài nguyên đất đai khi đây được xem là khu đất vàng của thành phố. Ở địa phương cũng rất là kỳ vọng nó làm được thay đổi cái bộ mặt diện mạo của phường ở cái tuyến tiếp giáp trung tâm của thành phố. Tuy nhiên cái thời gian triển khai của cái dự án này thì quá lâu, kéo dài. Và chính cũng từ cái kéo dài đó mà làm ảnh hưởng đến cái công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đặc biệt là không làm thay đổi được cái diện mạo như cái vòng bắt đầu của địa phương. Khi đề cập đến thực trạng các dự án treo chậm tiến độ ở Nghệ An hiện nay, bên cạnh các dự án hoàn toàn bỏ hoang, chưa triển khai bất cứ hạng mục đầu tư nào trong suốt nhiều năm, thì cũng có không ít dự án chủ đầu tư chỉ triển khai một vài hạng mục, còn lại thì án binh bất động, dù cho dư luận bức xúc, phản đối, chính quyền các địa phương ra soát kiến nghị. Đơn cử như dự án tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự bám mặt đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò do công ty cổ phần golf biển Cửa Lò làm chủ đầu tư. Thì đấy là một dự án có diện tích lớn, nhưng mà tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì mới triển khai được một số hạng mục, còn lại phần lớn thì vẫn đang còn chưa được đầu tư triển khai. Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc với cả chủ đầu tư và cũng đã nhận được một số cam kết để triển khai. Tuy nhiên thì dự án vẫn còn dậm chân tại chỗ. Ủy ban thị xã Cửa Lò cũng đã có nhiều cái kiến nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Việc để hàng trăm dự án treo chậm tiến độ, hàng chục nghìn hecta đất bị bỏ hoang kéo dài trong nhiều năm trên địa bàn tỉnh là thực tế rất khó chấp nhận, bởi gây nên rất nhiều hệ lụy như lãng phí tài nguyên đất đai, gây bức xúc trong dư luận, làm mất cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư có năng lực, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Và trong số các nguyên nhân được chỉ ra thì năng lực của không ít chủ đầu tư vẫn là câu hỏi được nhiều người đề cập. Thì là trách nhiệm của các cái chủ đầu tư và cái năng lực của các cái chủ đầu tư khi vào khảo sát lập kế hoạch để xin giao đất để thực hiện các dự án, thì nó là cái năng lực tại thời điểm để thực hiện dự án là chúng ta đánh giá là chưa thực tế. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đã tiến hành gần 700 lượt kiểm tra đối với hơn 500 dự án, thực hiện chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với gần 250 dự án với tổng diện tích quy hoạch hơn 120.000 ha. Đây là con số không hề nhỏ so với tổng số các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh hàng năm.